Rồi, hello, xin chào anh em trở lại Cô Gái TV ha. Hôm nay mình quay cái clip này, mình sẽ review một cái sản phẩm mà không lẽ bây giờ là nói là phốt anh em. Cái sản phẩm này nó quá mắc đi, nói chung là mắc so với những cái sản phẩm cùng loại anh em ha, chứ không phải là nó gì. Thì đây là một cặp lồng úp mình mới vừa đặt lại của thằng em Trần Thanh Hào anh em ở Kiến Tường Long An ha. Nhưng mà cái giá nó quá là cao so với những cái sản phẩm phổ thông trên thị trường anh em. Thì một cái bội úp hiện giờ tới bây giờ trên thị trường tầm khoảng 300, 350 là 400 là nó cao lắm rồi. Nhưng mà mình đặt hôm nay là thằng em mình đã tính mình tới 500 ngàn một sản phẩm, một cái bội úp anh em. Thì hôm nay là phốt là Trần Thanh Hào rồi nha. Bán cái bội úp mắc quá, 500 ngàn một cái bội úp inox mờ. Thì anh em mình cùng xem cái bội úp này nó như thế nào mà Trần Thanh Hào nó bán mình tới 500 ngàn anh em ha. Rồi anh em mình cùng review với Tuấn nha, với Cô Gái TV nha. Đây còn nguyên đai nguyên kiện luôn, nãy anh shipper mới ship vô mới cả 1 triệu bạc. Này là không phải quảng cáo nha, cái này là review thực tế luôn, để coi coi nó có cái gì mà nó mắc dữ vậy. Em mình nay làm giá gắt quá. Nói chung giá này kén khách dữ lắm anh em. Mình lỡ rồi mình đặt con cặp luôn, ví dụ như mà ổn áp thì mình khen, còn ổng ổn áp thì mình phốt luôn anh em ha. Đóng hàng cũng kỹ lắm nha, sợ bể gì đó, sợ shipper giục. Nãy là bên Viettel nó mới gửi cho mình, em mình nó hô là inox mờ gì đây, chống chó chống mèo gì nè. Nói chung mình bây giờ cũng ít đi đánh, nhưng mà thấy thằng em nó bán thì mua ủng hộ coi sao. Tôi lúc này làm ăn ok không, nói là đau tay đau chân gì đó, đau khớp gì đó, nên coi coi tình hình nó ổn không ha, chứ không ổn là lên là phốt thằng em liền. Từ Chiến Tường gửi lên anh em, này cái bội này đặt cũng có từng lễ đó, nói chung 2-3 ngày mới được một cái bội như thế này. Thì đây nhân vật chính đây nè, bội úp Trần Thanh Hào hai cái size này, size 36 anh em ha, size 36 nha, thấy chắc chắn lắm nè. Inox inox mờ, inox này thì nó khá là chắc chắn nè, đè vô nè, đè vô nó đàn hồi thì tốt, ok. Nói chung là thấy là ổn ổn đó. Bây giờ sẽ quay cận cảnh cho anh em mình cùng xem nha. Trong đây nó có dàn chân nữa đây, để cái inox mờ nguyên luôn này nè. Rồi bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho anh em mình xem nha em ha. Rồi nãy mình mới vừa đập hộp đây cái bội úp của em Trần Thanh Hào ở Kiến Tường Long An. Rồi, bây giờ mình quay ra mình quay chi tiết cận cảnh cho anh em mình xem nha. Rồi, làm lục giác khéo quá ha. Rồi, móc cửa thì nghe mình thằng Trần Thanh Hào á, nghe mình á nói là đây là cái cọng inox mờ này anh em, nhưng mà em mình nó cũng sơn 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 màu xanh rêu rồi, sơn màu lính rồi, thì nói chung là cũng khá là ok. Đó. Này 6 gem mà cũng vừa ha. Đó. Đây ô là ô lục giác, theo tổng thể đó thì mình nhìn khá là tròn đều anh em ha. Đây khá là tròn đều, cái 500 anh em, dạ mặt quá Hậu ơi. Nhưng mà rất là chắc nha, rất là cứng nha. Và hồi xưa đó lượng kim đó, thì mình xài thời gian là nó gãy ngay chỗ này nè, mấy cái chỗ này nè, mình nắm lên nhiều quá thì thời gian nữa sẽ gãy, nó gãy ngay cái chỗ mấy cái mối dặn dặn. Nhưng mà em mình nó bảo hành là cái vụ mà cái inox mờ này đó thì nó không có bị gãy như cái lượng kim kia. Đó, đây những cái mối em mình dặn nó khá là ok ha. Trần Thanh Hào nó làm ok lắm anh em, đó khá là đẹp ha và chắc chắn nha. Này cái bội úp này thì mình tập mồi để mình chống chó chống mèo đồ ok lắm anh em, chó mèo đồ rất là tốt ha, chống chó chống mèo tốt ha. Chứ bây giờ anh em mình xài những cái bội úp
ngoài thị trường á, bỏ ốc chợ đó thì nó cũng 100.000, 200.000, 250.000 gì đó, nhưng mà nó không có được cái sự chắc chắn như thế này đâu, nó rệu rạo lắm anh em. Còn cái này là mình nè, đập xuống nè, đập mạnh nha, đập mạnh nè, nó đàn hồi nó bung ra luôn nè, thấy không? Đó. Anh em thấy không? Đập và bung ra, bung ra. Đây là cái inox mờ nè anh em. Inox mờ nó sẽ như vậy ha. Anh em thấy không? Mờ nó không có bị chế chá lên, nó không bị chiếu sáng đâu lên. Mờ mờ nó bẻ hết rồi. Lát mình vô sao. Đó. Anh em ha, đây chắc chắn ok nha. 500.000 cái. Thì nói chung tiền nào của đó thôi. Anh em nào mà thích sử dụng thì liên hệ với thằng em của mình, anh Trần Thanh Hào. Giá thì có cao nhưng mà xứng đáng cái đồng tiền bỏ ra anh em. Cứng lắm, ok lắm. Đây hai cái, mình đặt hai cái. Tính 1 triệu bạc. 2 ngày lương. Đó, làm 2 ngày được 1 triệu, bây giờ đặt hai cái ốp này hết 1 triệu. Đó, cái lồng này đặt thì nói chung thời gian khá là lâu. Cũng tầm khoảng độ 2 ngày mới xong cái bộ ốp như thế này. Nên anh em nào có đặt thì cũng phải liên hệ trước ha, chứ không có gấp được. Cửa nè, cửa ra vô ha. Thì tí xíu nữa mình để số điện thoại của Trần Thanh Hào ở đây. Anh em nào có muốn liên hệ đó thì liên hệ trực tiếp ha. Đây mình có cái chỗ này nè. Mình móc vô cái ụp lên cái lồng á, cái móc lồng mình đưa vô đây. Không bị dướng ha. Đây hai cái y chang nhau nè anh em. Cái này là size 36 ha. Như là Trần Thanh Hào nó có nhiều làm nhiều size lắm anh em. Anh em nào có muốn sở hữu cái size nào thì cứ liên hệ Trần Thanh Hào. Nói chung là tiền nào của đó, giá mặt nhưng mà hàng chất lượng thì ok anh em ha. Đó, ụp đây. Hàng này nếu mà đánh đi rừng nó ok lắm anh em. Đi ở đồng bằng thì nhiều khi nó hơi lộ. Hơi lộ ha. Đây đây. Chim mà chim ế thì nó sợ nó giạt, chứ mà chim mà chưa có bể thì ok. Bội này thì nói chung là chắc chắn lắm anh em ơi. Vô tay mình tính phốt nó mà phốt không được nè. Giờ dày sao phốt 500.000 cái. Chung là cái này xài cũng chục năm à. Rồi cả đời thì không dám mình nói, chứ bây giờ cũng có chục năm cái lòng này nè. Cái bội ốc này nè, cũng có chục năm à. Chứ không có đơn giản đâu. Đây. Mối nối, mối bẻ, mối vô đồ rất là chắc chắn ha. Mối dặn chắc chắn lắm. Đó anh em. Mới vừa đem về. Giờ thử thả chim vô nha anh em ha. Rồi, trước tiên mà muốn ốp tượng cu là phải vô chân anh em ha. Vô cho nó mấy cái chân đi. Không có vô chân này để xuống cu nó tóc nó bay lên luôn á. Rồi, mỗi cái là ba chân ha. Thì vô chân mình cứ cân sao cho nó đều thôi. Đó. Đó. Vô chân cân đều như thế này nè. Cái mình kèm á, mình bóp lại. Cái nút màu này cũng hơi cứng anh em ha, dùng lực dữ lắm nha. Cứng lắm. Nó giống như gần như là thép rồi nhưng nó sẽ không bị rỉ sét. Dùng lực mạnh lên xíu anh em ha. Mấy kìm giỏm giỏm này bẻ mua không nổi luôn nè. Kìm này kìm chợ bẻ yếu lắm, với lại mình cũng không quen làm trong chuyện tay chân nên nó bóp mạnh vô, cân đối bóp mạnh vô cân lại ha. Mình cứ canh sao cân cho nó đều thôi, đều mình bóp vô. Nọc này nó chung là cũng khá là dài, mình đất mềm thì ok, đất cứng thì nó cũng căng lắm á nha. Xưa mình xài mấy cái ốp mà cái nọc ngắn á, là mình cần phải chế thêm mấy cái nọc phụ theo nữa, treo theo trên xe đó. Chỗ nào mà đất mềm quá là mình phải lấy cái mỏ nọc phụ, lấy mấy cái nọc phụ nữa đó anh em ha. Đây gắn ba cái nọc vô đây, 2, 3 ha, cái cân vậy là được anh em ha. Rồi bây giờ
qua đây úp nó vô. Cái bội của mình hoàn thiện rồi á, mình cắm xuống thôi. Nói chung là cái nọc này dài cứng thì rất là dễ cắm, đất mùa này mùa mưa dễ cắm lắm. Đó, đây cửa đây. Rồi giờ mình tiến hành thả chim vô nha. Đó, mình tiến hành thả chim vô thì mình thấy không? Đó, mình thấy cái tổng thể thì con chim là ở cái bội 36 này rất là ok. Nói chung là nó cũng tại chim mình cục đuôi. Rồi những anh em có chim đuôi dài thì mình cũng ok anh em ha. Nghĩ cũng ok, nó không vướng víu nhiều đâu. Đây 36 mà. Đó, đây con mồi chân lõi của mình đây. Đó. Nhấp thử cho em nó chơi anh em ha. Nói chung là cái bội này thì nói chung tàng hình cũng được 70% đấy em. Đó anh em ha, tàng hình khoảng 70%, nên anh em mình cứ yên tâm. Nói chung là giờ cho 10 điểm thì kỳ quá ha, cho 8 điểm nha. Bội này ok 8 điểm. Tại vì 2 điểm trừ là 2 điểm là giá cao quá nha Trần Thanh Hào. Ok, vừa quay review cho anh em xong cái bội của Trần Thanh Hào nha. Nói chung là bỏ cu vô ok lắm. Đó anh em mình ai mà có thích cái dòng bội này đó thì liên hệ Trần Thanh Hào để được em nó tư vấn anh em ha. Rồi cảm ơn em ha, cảm ơn em rất là nhiều đã xem và ủng hộ kênh của ATV. Rồi cảm ơn em, chào tạm biệt nha, bye bye.